Đệ tử quy chủ đề hạnh phúc nhân sinh giảng rõ về đệ tử quy giám định lão pháp sư tịnh không chủ giảng thái lễ quốc giảng ngày 15 tháng 2 đến 23 tháng 2 năm 2005 giảng rõ về đệ tử quy tập 24 Chào các bạn buổi chiều Sáng nay chúng ta đề cập đến chuyện Năm trước tôi nhận dạy một lớp Có một em học sinh tiến bộ rất nhanh Làm lớp trưởng cũng rất tốt Nên trong ngày lễ tốt nghiệp khi tôi đem phần thưởng cuối cùng phát cho em, em đã rơi nước mắt. Tôi đứng trên bục giảng, trong lòng tự nghĩ, tôi đã nhìn thấy rất nhiều bộ mặt trong xã hội. Tôi cũng đã từng dạy rất nhiều lớp tốt nghiệp, nên không thể vì thế mà thương tâm rơi nước mắt, vì tôi kỳ vọng chính mình. Đời này chỉ vì cảm động rơi nước mắt chứ không vì thương tâm mà để rơi nước mắt vì thương tâm rơi nước mắt không giúp được gì cho mình và người trong lòng tôi lại nghĩ nếu như chút nữa em ra khỏi trường mà vẫn còn khóc tôi phải cố gắng an ủi em khi sắp xếp xong hàng ngũ tôi liền dẫn các em ra cổng trường đi nửa chừng tôi liếc nhìn ra sao Nhìn thấy em vẫn đang khóc Liền cho dựng hàng ngủ Đi đến trước mặt em Trong lòng tôi nghĩ Dùng tay trái của tôi nắm chặt tay em Rồi dùng tay phải vỗ vỗ lên vai em Đừng khóc nữa Khi tay trái tôi nắm chặt tay em Còn tay phải chuẩn bị vỗ lên vai em Thì em đã nắm lấy tay tôi nói Cảm ơn thầy Cảm ơn thầy Cảm ơn thầy, Cảm ơn thầy cảm ơn thầy lúc đó cả người tôi giống như bị điện giật vậy thì ra người nam cũng bị người nam làm cảm động sự chân thành này của học sinh khiến chúng ta rất cảm động nước mắt tôi đã chảy quanh viền mắt nhưng không thể mất khống chế vì còn phải dẫn đội ngũ ra khỏi trường tôi liền hít thở thật sâu hai lần rồi dẫn đội ngủ ra và tạm biệt chúng. Khi một mình tôi trở lại trường, đột nhiên có một cảm xúc rất sâu sắc. Không phải tôi dạy học sinh này, mà là học sinh này đã dạy cho tôi một bài học rất quan trọng. Em đã cho tôi biết rằng không có học sinh nào không thể dạy một đứa trẻ bị nhà trường cho là có hành vi thiên lệch chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi dùng lòng yêu thương của chúng ta mà có thể thay đổi một cách lớn lao như vậy điều này đích thực đã ấn chứng nhân chi sơ tánh bổn thiện cho nên phải hỏi bản thân chúng ta có tâm chân thành này hay không thông qua học sinh này đã cho tôi cảm nhận tôi đã lãnh hội được một điều trong sinh mệnh của một người khiến chúng có thể cảm nhận được có một người thật sự thương yêu chăm sóc mình đứa bé này sẽ không hư hỏng cũng không thể tự sát các bạn hiện nay mức độ trẻ em tự sát ra sao ngày càng cao đây là kết quả nguyên nhân do đâu các em cảm thấy trống rỗng thấy không ai quan tâm thương yêu mình khoan chuyển loan vật xúc lăng chúng ta đã đề cập đến thanh thiếu niên hiện nay thích đua xe khiến cảnh sát không ngừng truy cản truy bắt chi bằng xây dựng gia đình thật tốt từ trên căn bản toàn bộ xã hội an định hay động loạn gia đình là cơ sở là căn bản tôi cũng tự hứa chỉ dạy học ở một trường từ nay về sau không thay đổi tức là chỉ dạy ở đó tôi bắt đầu theo nghề giáo đã có ý niệm này vì sao vậy vì tôi chỉ cần ở đó bất động Ví dụ tôi dạy được 20 năm Dạy được 30 năm Tất cả học sinh nhất định tìm được tôi Giáo dục một đứa trẻ Phải chăng chỉ 2 năm là dạy được Nhất định Phải hướng dẫn Và nhắc nhở thời gian dài Chỉ cần trong 1-2 năm Chúng cảm nhận một cách sâu sắc Thầy giáo bỏ công sức đối với chúng là không cầu báo đáp. Tin rằng cuộc sống sau này khi gặp phải vấn đề chúng sẽ tìm ai thầy giáo tuyệt đối chúng không đi vào con đường không tốt càng không thể tự sát vì chỉ cần có một lòng yêu thương thì không đến nỗi tuyệt vọng nhưng dạy được hai năm người tính không bằng trời tính vì lãnh hội được đức hạnh của các em chính là căn cơ cho nên tôi hy vọng lợi dụng khi mình còn trẻ nhanh chóng thâm nhập giáo quấn của các bậc thánh hiền mới xin nghỉ việc xin nghỉ việc rồi mới có cơ hội đến đại lục để thúc đẩy và phát triển truyền thống văn hóa trong quá trình này quen biết được rất nhiều thầy cô giáo đem thái độ giáo dục, kinh nghiệm giáo dục đối với các em trao đổi với nhau, cùng nhau mài dũa. Chúng ta nhìn thấy các em có một vài hành vi không tốt. Chúng ta không nên chỉ biết nổi nóng, mà phải hạ thủ từ nguyên nhân. Khi một người có tâm cung kính, cẩn thận Thì khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn rất thấp Tâm cung kính này tuyệt đối không phải khi lái xe mới cẩn thận, mới cung kính Mà là mọi lúc, mọi nơi Phải nâng cao thái độ cung kính, cẩn thận Từ lần tôi ngồi xe ôm tóc tai dựng ngược đó đi một ngày đàn học một sàn khôn bây giờ trước khi lên bục giảng trước phải như thế nào tôi vốn là người không thích soi gương nhưng bây giờ cũng học cẩn thận hơn một chút chấp hư khí như chấp doanh nhập hư thất như hữu nhân chúng ta xem từ động tác này chấp hư khí ví dụ bưng một cái đĩa đã ăn hết thức ăn đương nhiên trọng lượng hơi nhẹ nhưng vì sao bưng lên có thái độ giống như trên đĩa có thức ăn tức là nói có khi chúng ta cầm đồ vật nhẹ nhưng không cẩn thận lắm hay kinh suốt có thể đánh vỡ rơi vỡ điều này cũng cần chúng ta cẩn thận nhiều hơn có rất nhiều sản phẩm của khoa học kỹ thuật cao cầm lên thấy rất nhẹ nhưng mỗi đồ vật có khi trị giá trên một ngàn trên một vạn cũng có nên khi chúng ta hoặc con cái đối với những động tác này không đủ cẩn thận rất có thể một chút không cẩn thận thì một tháng lương đã tan theo mây khói đây cũng là điều cần phải chú ý từ những chi tiết nhỏ này để cảnh tỉnh mình nhập hư thất như hữu nhân nghĩa là khi đến một nơi không có người cũng phải giữ thái độ như bên cạnh có người. Trong trung dung đề cập đến phải có thái độ thận độc, thái độ đối nhân xử thế của một người tuyệt đối không vì không ai nhìn thấy nên có sự lơ là, có sự thờ ơ điều này rất quan trọng nó cũng dạy chúng ta đối nhân xử thế phải có tánh nhất quán tuyệt đối không thể nói một đường làm một nẻo có một thầy giáo thầy nói với học trò không nên khạc nhổ tùy tiện một hôm thấy xung quanh không có người vì thầy đó nghĩ như vậy là đã chắc chắn nên đã nhổ bãi nước miếng đột nhiên từ xa nó truyền đến một âm thanh thầy ơi sao thầy lại khạc nhổ ông thầy đó lập tức toàn thân nổi da gà không còn mặt mũi nào nữa có một lớp học thầy giáo rất dữ thường hay mắng học sinh đúng lúc toàn trường cử thầy làm giáo học diễn thích nghĩa là muốn ông giảng bài cho toàn trường thậm chí là thầy giáo các trường khác đến tham quan nghe vì bình thường học sinh đều bị thầy mắng đã quen nên rất có khoảng cách bình thường thì rất hung dữ đột nhiên hôm đó trở thành vui vẻ hòa nhã khi lên dạng tiết học đó người ở sau đều nổi da gà tôi thấy học sinh cũng không được dễ chịu làm người như vậy có mệt mỏi chăng quá mệt làm người có tánh nhất quán một số người cảm thấy như vậy phải chăng là rất mệt thật ra làm người nhất quán càng làm càng nhẹ nhàng càng làm càng được người khác tôn trọng trẻ em thường khi xung quanh không có ai âm thanh của chúng rất lớn chẳng hạn một vài nơi du lịch như khi leo núi rất nhiều em nói lớn hét lớn giống như tôi hay nói với học sinh hôm nay chúng ta ra ngoại ô leo núi xin hỏi chủ nhân ngọn núi này là ai là ai đương nhiên là cây cối động vật thực vật trên đó vì chúng đã ở đó lâu rồi nên chúng là chủ nhân còn quý vị là gì là khách quý vị chỉ lâu lâu đến nhà họ một chuyến có khách nào đến nhà người ta mà nói lớn hét lớn chăng có chăng? Như vậy thì quá mất mặt. Nhất định sẽ bị những động vật trên núi này cười. Người này quá thật không có tu dưỡng. Chúng ta phải tôn kính tất cả vạn vật. Vì vậy, khi leo núi, không được nói to, hét lớn. Ảnh hưởng đến an ninh của rất nhiều động vật. Khi một người âm thanh quá to, Sóng âm thanh có thể chấn động đá Lúc đó có một tảng đá đã hơi lỏng Âm thanh này quá lớn Có khả năng làm chấn động khiến nó rơi xuống Ngày xưa thường nói Mạnh Khương Nữ khóc làm ngã vạn lý trường thành Điều này có chút khuếch trương Nhưng đích thực âm thanh của người Năng lượng của sóng âm sẽ chấn động làm đá rơi xuống Điều này rất có thể Cho nên Nhập hư thất Như khử nhân Cũng phải cẩn thận Hiện nay Rất nhiều trẻ em đến nhà người khác Có thể chủ nhân đang bận dưới bếp Các em liền đi dòm ngó khắp nơi Như vậy đúng hay không? Không đúng Như vậy với chủ nhân không được tôn kính Đặc biệt Phòng ngủ của chủ nhân Lại càng không được đi vào Những điều này cần phải nhắc nhở các em Ví dụ Nhiều phòng chúng đều đi qua Đến lúc đó chủ nhân phát hiện mất đồ Ai là hiểm nghi đầu tiên? tôi có một người bạn lúc nhỏ anh ta đến nhà bạn chơi không ngờ trong phòng của ba người bạn bị mất tiền hôm sau người bạn chỉ anh ta nói anh ta ăn cắp học sinh cả lớp liền gán cho anh ta rất nhiều nhãn hiệu lúc này nếu quý vị biện bạch có trăm miệng cũng không thể biện minh được quý vị không có cách nào chứng minh mình không lấy vì quý vị đích thực đã đi vào trong đó một lúc mới ra cho nên lúc nào cũng phải cảnh giác để tránh khỏi sự hiềm nghi không nên để người khác hiểu lầm nhập hư thất như hữu nhân đây là tránh sự hiềm nghi trong thường lễ cử yếu cũng có câu qua điền bất nạp lý lý hạ bất chỉnh quan ý muốn nói rằng quý vị đi qua nơi người ta trồng dưa không nên cột dày vì họ từ xa nhìn thấy quý vị đang ngồi xuống nơi vườn dưa của họ từ xa nhìn tới hình như là gì đang hái dưa của họ nếu đang ở dưới vườn cây lý quý vị đứng đó đội mũ tay giống như muốn hái lý của họ vậy điều này cũng phải tránh sự hiền nghi đằng sau đệ tử quy có nói tương nhập môn vấn thuộc tồn tương thượng đường thành tất dương khi quý vị đến nhà người khác không nên đi tham quan khắp nơi thấy không có ai nhất định phải kêu lên có ai ở nhà không chừng mực tiến thoái này chúng ta cũng phải cẩn thận đây là nhập hư thất như hữu nhân sự vật mang mang đa thác mang sẽ bị loạn phương pháp đối trị loạn là gì phải hòa hoãn hòa hoãn có thể tránh sự hối hận thoái có thể miễn họa Thường thường có thể đâu ra đó Thì không thể làm việc sai Hiểu được sự tiến thoái Khi cần thoái Thì không nên miễn cưỡng tiến lên Có thể tránh khỏi hỏa hoạn giao thân Sự vật mang Cần phải kết hợp với phương diện nhắc nhở của cẩn Mới có thể làm việc một cách tốt đẹp Ví dụ trước đây đề cập đến Trí quan phục Hữu định vị Vật loạn đốn Trí ô uế Đây là thói quen lấy ở đâu Để lại chỗ đó Động vật quy nguyên Vật hữu định vị Đồ vật để ở vị trí cố định Khi nào lấy, quý vị sẽ không bị lẫn lộn Cho dù lấy rồi, cũng phải để lại nguyên vị trí cũ đưa ra một trường hợp ví dụ chúng ta tắm xong quý vị dùng vòi hoa sen sau khi tắm xong nhất định phải như thế nào để nó hướng về bồn vệ sinh nếu không qua mấy tiếng sau người khác sử dụng họ vừa mở nước liền nghe tiếng thét lớn thân thể họ như thế nào ước đầm nên rất nhiều việc chúng ta cần phải cẩn thận trước sau cẩn thận khi quý vị muốn rời khỏi chỗ đó phải kiểm tra lại tất cả mới không tạo sự phiền phức cho mình và người chúng ta nói trước sau đều phải cẩn thận nên những gì đã dùng qua đều phải kiểm tra lại xem đã trở về vị trí hay chưa tự mình muốn dùng hay người khác muốn dùng mới không có tình trạng tìm không thấy khi chúng ta muốn ra khỏi nhà ví dụ phải đi một tuần lễ mới về phải nên kiểm tra nguồn điện ga nếu không giả dụ như nước chưa khóa chặt khi trở về không biết chảy hết bao nhiêu lãng phí biết bao nhiêu nguồn nước cho nên, những đồ dùng khi sử dụng xong, phải để nó trở về nguyên vị mới không tạo thành lãng phí vô duyên. Tôi nhớ có một lần cúp điện. Tôi sử dụng máy nước nóng. Vì cúp điện đột ngột, tôi thuận tay tắt máy nút điện, nên đã ấn vào nút của máy nước nóng. Bật xong, có tắt nó không? Tôi quên mất Vì không trả về vị trí cũ Sau đó tôi đi diễn giảng hình như cũng hơn 3 tiếng đồng hồ Khi trở về thì đã có điện Trước khi đi tôi đã mở Nên ở nhà nước cứ chảy mãi Khi trở về tôi thấy cảnh tượng đó Cảm thấy rất đau lòng Vì một sơ suất nhỏ của mình đã lãng phí của con cháu chúng ta không biết bao nhiêu nước. Thế nên phải cẩn thận. Sự vật mang, mang đà thác. Nên nút mà chúng ta đã mở, nhớ phải tắt đi. Mới không đến nỗi lãng phí, thậm chí mới không đến nỗi tạo thành sự nguy hiểm bị cháy dây điện. Đây là sự vật mang mang đa thác. Khi chúng ta có thể thường vận dụng những công cụ này, cũng có thể khiến sự việc không đến nỗi quên đông, quên tây. Thế nên việc mà chúng ta đã hứa với người, thì lập tức ghi lên trên lịch làm việc. Mỗi ngày ngủ dậy xem qua một lượt. Việc nào làm rồi thì đánh dấu, việc nào chưa làm thì nhắc nhở thêm lần nữa nên giải quyết nhanh chuyện này. Giả dụ các em từ nhỏ đã có thái độ này, nó sẽ rất cẩn thận, cũng rất có trách nhiệm. Các bạn, hiện nay quý vị nào có con cái đang học lớp 1 không? Giả dụ con của quý vị đang học lớp 1 Hôm nay chúng gọi điện về nói Mẹ à Con quên đem vở bài tập ngữ văn rồi Hôm qua con đã viết xong Tiếc sau thầy giáo sẽ kiểm tra Mẹ đem nhanh đến giúp con Các bạn Quý vị sẽ làm như thế nào? quý vị làm cha làm mẹ mẹ à mẹ còn suy nghĩ gì nữa mau đem đến giúp con đi có rất nhiều phụ huynh đều đưa đến tuy chỉ là một động tác rất nhỏ làm đúng hay sai đối với tâm thái của bọn trẻ có thể là khác nhau rất lớn chú lô từng nói với tôi chú nói con gái của chú lần đầu tiên không đem vỡ bài tập nên gọi điện về nhà nhờ ba đem đến cho nó không ngờ chú lô nói mình không đem là chính mình phạm sai lầm phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình nên phạt thì phải phạt và lập tức cướp điện thoại Các bạn, quý vị có cúp được chăng? Thế nên, giáo dục bọn trẻ phải đầy đủ ân huệ và uy lực. Có lúc cần phải có oai nghiêm, cần phải có nguyên tắc, động cũng không động. Trưa đó, con gái chú trở về. Sắc mặt như thế nào? Sao quý vị biết? không dễ coi lắm lúc này con gái bước vào cửa có cần tiếp tục mắng chăng cần không mắng thêm một trận nữa như vậy thì hơi quá đáng cúp điện thoại đã rất có oai nghiêm rồi tiếp theo là phải ban ân đức thế nên chú lô nói với con gái có bị thầy cô giáo mắng không có bị phạt không đứa bé gật đầu có chú lô nói tiếp ba dạy con một phương pháp từ đây về sau sẽ không vì không mang theo vở bài tập mà bị phạt vốn còn có chút mất tinh thần đột nhiên nghe được câu nói này thì như thế nào lên tinh thần chú lô liền nói với cô bé chỉ cần con lợi dụng sổ liên lạc ngày mai có tiết học gì nên mang theo sách vở gì đều ghi lại hết trước khi đi ngủ soạn sẵn sách vở những gì đã để vào thì đánh dấu tất cả đều soạn xong thì có thể ngủ một cách ngon lành thế nên khi bọn trẻ phạm sai lầm cũng là một thời cơ rất tốt để giáo dục chúng nếu quý vị chỉ biết nổi nóng Thì cơ hội này sẽ mất đi Phải để bọn trẻ từ nhỏ Biết cách dùng sổ ghi chép này Để nhắc nhở mình những gì cần mang theo Như vậy chúng sẽ không dễ quên đông, quên tây Khi ra đi đột xuất Mà vẫn ở đó tìm đồ vật Như vậy sẽ làm hư rất nhiều việc Đương nhiên, muốn bọn trẻ sự vật mang, mang đa thác, làm việc thông thả, không lẫn lộn. Đầu tiên, chính mình làm việc phải là tấm gương tốt mới được. Tôi nhớ thường ngồi xe của ba tôi, lúc đó khoảng hơn 10 tuổi. Ba tôi có một câu nói rất quen thuộc. Trong lúc lái xe ông thường nói Sao lại vội vàng thế Gấp gáp cũng chỉ hơn thua được 5 phút Một câu nói rất nhẹ nhàng của ba Nhưng đối với tôi mà nói Thì nó có ảnh hưởng rất lớn Khi muốn lái xe nhanh Thường nghĩ đến câu nói này của ba Bà tôi xưa nay chưa từng bấm còi Vì ông cảm thấy không cần sự gấp gáp đó Nên tôi lái xe cũng không bấm còi Đương nhiên có một vài tình huống cũng phải bấm Khi quý vị hoàn toàn không nhìn thấy xe Trước phải báo hiệu cảnh giới Bình thường có thể nhờ người khác thì nhờ người khác Câu tiếp theo Vật úy nan Vật kinh lược Vật úy nan Nghĩa là không nên sợ hãi trước khó khăn Trong Trung Dung Có một câu rất quan trọng Đề cập đến Nhân nhất năng chi Kỷ bách chi Nhân thập năng chi Kỷ thiên chi Ý muốn nói rằng Người ta làm một lần là biết Mặc dù chúng ta chậm chạp hơn Nhưng chúng ta làm một trăm lần Cũng phải làm cho được Người ta mười lần là biết Cho dù chúng ta là một ngàn lần mới biết Thì chúng ta cũng phải có nghị lực để làm Nếu mọi người đều giữ thái độ đó để đối diện với sự việc Tuy ngu tất minh Vốn hơi chậm chạp nhưng ác cũng đại khai trí tuệ Đó là tuy ngu tất minh Tuy nhu tất cường Khi chúng ta dùng thái độ như vậy Để ứng phó mọi việc Nhiều khi chính mình sẽ không bị mình đánh bại Hay sợ mà thoái lui Cô Dương Thục Phân thường nói cô thường cổ vũ chính mình mạnh tử nói thuấn hà nhân giả dư hà nhân giả hữu vi trước diệt nhược thị nên cô dương nói tôi nhất định làm được vì mỗi người bầu bạn quý vị lâu nhất là ai là chính quý vị cho nên lúc nào cũng phải tự mình khuyến khích tự mình cổ vũ Điều này rất quan trọng. Tôi dạy học trong hai năm này cũng thể hội được đức hạnh là căn bản một đời của bọn trẻ. Vì thế, phải lợi dụng lúc còn trẻ để thâm nhập truyền thống văn hóa. Cho nên tôi đã bỏ công việc. Ba tôi nói giáo dục là quyết sách của trăm năm. Làm việc này rất khó khăn. Còn nên suy nghĩ cặn kẽ tôi liền nói với ba tôi phân tích để ông thấy trong lịch sử người thật sự có cống hiến tuyệt đối đều không phải là người giàu có hoặc là rất có quyền thế chúng ta thử xem khổng lão phụ tử có tiền không khổng lão phụ tử có quyền thế không không có chỉ dựa vào một tấm lòng chân thành thầy của tôi là pháp sư tịnh không ông cũng không có tiền không có quyền thế nhưng do có một tấm lòng chân thành cũng đã đem chánh pháp và học vấn của thánh hiền hoàng dương trên toàn thế giới nên chúng ta hiểu được sự thành bại tuyệt đối không phải là vật bên ngoài mà tâm chân thành mới là căn bản khi chúng ta hiểu được như vậy sẽ không dễ rút lui. Sau đó, ba tôi đề cập đến giáo dục đích thực phải làm thời gian rất dài, thậm chí phải 100 năm mới nhìn thấy hiệu quả. Tôi liền nói tiếp với ba tôi, thời đại chúng ta không phải ước muốn là nhìn thấy truyền thống văn hóa khai hoa kết trái thời đại này của chúng ta chỉ cần truyền thống văn hóa không đoạn mất trước mắt chúng ta như vậy cũng rất an ủi lắm rồi sau đó tôi đến úc châu học tập và khởi lên hai ý niệm ý niệm thứ nhất là hy vọng có một thầy giáo giỏi về truyền thống văn hóa ý niệm thứ hai là hy vọng vì tự mình đức hạnh còn kém rất nhiều tập quán xấu nên nếu như có một vị trưởng bối một vị thầy giỏi ở bên cạnh như vậy thì quá tốt nên tôi đến úc châu khi lên lớp cô dương thục phân ngồi ở đâu ngồi trên bàn giảng nói về câu chuyện đức dục cho chúng tôi nghe còn chú lô thì ngồi bên cạnh tôi không có vị trí nào trống các bạn những cảnh giới và quan hệ giữa người với người mà quý vị chiêu cảm được các bạn thật sự ở đâu ở trong tâm quý vị thế nên tâm là năng cảm cảnh giới là sở cảm giả như tâm chúng ta có rất nhiều đối lập có rất nhiều phân tranh như vậy quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào không ngừng xung đột khi trong tâm chúng ta mỗi niệm đều hy vọng có thể cống hiến một chút gì tự nhiên sẽ chiêu cảm được rất nhiều người giúp đỡ quý vị. Vì thế, không nên sợ khó khăn. Chỉ cần quý vị có tâm chân thành này, thì trợ lực sẽ đến không ngừng. Vào tháng 9 năm trước, cô Dương đưa tôi đến Hải Khẩu. Đi được một tuần, chúng tôi đã đến khúc phụ Sơn Đông. Vì để mạnh truyền thống văn hóa, chúng ta nhất định phải lễ bái khổng lão phu tử trước. Vì khổng lão phu tử là bậc thánh nhân, cống hiến lớn nhất cho truyền thống văn hóa. Khi chúng tôi đi một chuyến đến khúc phụ Sơn Đông, cô Dương vô cùng cảm khái. Vì nhìn thấy trong tam khổng rất nhiều cổ tích bị phá hoại tất cả những bia mộ tán tụng khổng phu tử hầu như đều bị phá hoại thế nên cô dương nói với tôi cô vừa nhìn thấy liền có cảm nhận một cách sâu sắc truyền thống văn hóa đã xuống dốc nghiêm trọng như vậy cho nên chúng ta không thể không làm cô liền quyết định thành lập một website về truyền thống văn hóa có tính toàn cầu tại Bắc Kinh. Chính là trang web Đại Phương Quảng Văn Hóa Công Ích. Sau đó cô Dương lại nói, một mình em trở về đi. Khi tôi muốn đến Hải Khẩu, ba tôi còn đặc biệt dặn dò tôi nhất định phải đứng sau cô Dương để cố gắng học tập, nào ngờ người tính không bằng trời tính Sau khi đi một tuần Tất cả tôi phải như thế nào Làm một mình Hơn nữa bên ngoài Mọi thứ đều xa lạ Nên khi cô Dương nói Một mình em trở về đi Trong tâm tôi đột nhiên Nhớ đến lời dạy của khổng lão phu tử Sĩ Bất khả dĩ Bất hoàng nghị nhiệm trọng nhi đạo viễn nhân dĩ vi kỷ nhậm bất diệt trọng hồ tử nhi hậu dĩ bất diệt viễn hồ thật ra chúng ta làm rất nhiều việc không nên nghĩ đến quá nhiều thứ phiền phức làm sao có thể hoàn toàn được như ý người chỉ cần lòng mình không hổ thẹn chỉ cần phương hướng đúng đắn chúng ta tận tâm tận lực mà làm là đúng. Sau khi tôi trở lại khẩu hải, liền đi khắp nơi diễn giảng. Tôi hỏi cô Dương, tôi nên học tập như thế nào? Cô Dương nói vô cùng ngắn gọn, hiện nay em chỉ một mục tiêu là phải diễn giảng 300 hội. Thế nên nhiều người hỏi tôi Thầy Thái à, diễn giảng như thế nào? Tôi cũng trả lời họ rất ngắn gọn. Giảng 300 hội trước đã, tôi đã bị cô Dương huấn luyện như vậy. Nào ngờ, buổi diễn giảng đầu tiên ở Hải khẩu, đối diện với hơn 300 thầy cô giáo ở Hải khẩu. Có thể nhìn thấy được tôi rất dễ run đúng không? Có thể nhận ra được chăng? Quý vị thấy tôi ốm như vậy, làm sao có thể không rung được? người ốm thường đường ruột không được tốt tôi nhớ khi tôi thi đại học lo lắng đến không ngủ được còn uống hai viên thuốc định thần vẫn không có hiệu quả thật ra không phải không có hiệu quả sáng hôm sau đã phát sinh hiệu quả lần đó đúng là bị việc thi cử khiến đầu óc choáng váng về sau, vì có thâm nhập kinh điển, cho nên biết được lý đắc tâm an. Rất nhiều việc không thể cưỡng cầu, mà phải dần dần điều chỉnh tính cách của mình. Nên trước ngày diễn giảng, tôi liền đến trước thánh tượng của khổng lão phu tử lại ba lại sau đó xin các bậc thánh hiền gia hộ cho con hôm nay ngủ một giấc thật ngon ngày mai mới có tinh thần giảng bài kết quả rất có cảm ứng ngủ một giấc đến trời sáng bắt đầu từ lần diễn giảng đó thì tiến bộ không ngừng chỉ cần có cơ hội tôi liền đi giảng vì đích thực ở gia đình cũng tốt, trong đoàn thể cũng tốt, tại trường cũng tốt, thiếu sót nhất chính là giáo dục đức hạnh. Cũng do rèn luyện từ lần như vậy, chúng tôi mới có năng lực để tiến bộ. Vào tháng 8, Tôi giảng ở Hải Khẩu chủ đề là Tổ sư của chúng ta 4.500 năm trước Giáo dục hậu duệ của mình như thế nào Khi tôi giảng chủ đề này Tổng cộng giảng hết 8 tiếng Đó là vào giữa tháng 7 Tiêu đề này tôi cũng đã giảng gần 10 lần Khi giảng đến giữa tháng 11 thì đến Hồng Kông để ghi hình. Cùng một chủ đề, lần thứ nhất 8 tiếng, hơn 3 tháng sau, giảng 40 tiếng. Gấp mấy lần? 5 lần. Thế nên con người có tiềm năng rất lớn, chỉ cần quý vị chịu rèn luyện, chịu tôi luyện. Năm trước, lần diễn giảng đầu tiên là ngày 11 tháng 10. Năm ngoái ở Hải Khẩu lại tổ chức diễn giảng 5 ngày. Vào ngày 13 tháng 7, có mấy người bạn, thời gian gần đúng một năm không gặp tôi. Nên trong lúc tôi giảng bài, nhìn thấy mặt họ rất quen thuộc. Tôi liền mời họ nói một chút về lần diễn giảng đầu tiên của tôi và một năm sau có kém hơn không không ngờ thầy giáo đó lập tức nói kém rất nhiều anh ta không hề nể nang gì thế nên con người chúng ta đích thực có tiềm lực rất lớn không nên lo lắng khi quý vị thật sự đem quyết tâm và tâm nguyện này phát ra rất nhiều trợ lực tự nhiên sẽ đến lúc tôi ở hải khẩu tìm một nơi làm trung tâm dạy học của chúng tôi lần đầu tiên đến gia đình một người sơn đầu là một người phụ nữ tôi nói chuyện với cô ấy suốt hai tiếng người sơn đầu rất chú trọng hiếu đạo nên khi cô vừa nghe chúng tôi muốn hoàng dương truyền thống văn hóa, trong lòng rất hoan hỷ, liền lập tức đồng ý để đất cho chúng tôi dùng miễn phí. Hôm đó, trên đường tôi trở về nhà, thì nước mắt đã rơi. Đích thực, chúng ta phải tin vào chân lý. Thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân tôi ở đó một mình cũng chưa từng tiếp xúc nhiều quan viên ở địa phương đó tất cả đều là những người bạn địa phương cùng giúp đỡ khi chúng ta có một tấm lòng chân thành có thể thức tỉnh được chân tâm của mọi người thế nên thời gian mấy tháng ở đó cũng phát triển rất nhanh. Vào ngày 15 tháng 3 năm ngoái, có một thầy giáo ở Thẩm Quyến mời tôi đến dạy. Nên tôi cũng đến Thẩm Quyến. Bắt đầu giảng vào ngày 15 tháng 3. Sau tháng 3 thì trở thành một tuần ở Thẩm Quyến, một tuần ở Hải Khẩu. Và cứ đi máy bay tới lui như vậy. Đến giữa tháng 7 năm ngoái Vì sắp đến kỳ nghỉ hè Cô Dương nói Thời gian nghỉ hè Thầy cô giáo có thời gian học tập hơn Chúng ta nên tổ chức bốn buổi giảng Hội nghiên cứu có mô hình lớn của giáo sư Một lần 5 ngày Nên ở Hải Khẩu Tổ chức hội thứ nhất Vào ngày 13 tháng 7 Thì ngày 11 tháng 7 bầu trời ở hải khẩu đã xuất hiện tám ngôi sao mà ngôi sao đó khiến quý vị cảm thấy giống như đang treo trên đỉnh lầu ở nhà quý vị vậy cảm giác rất gần tôi không nhìn thấy nhưng ngày hôm sau thầy cô giáo ở trung tâm chúng tôi đem tờ báo này đưa tôi xem nói tất cả những nhà thiên văn học đều không tìm thấy lai lịch của tám ngôi sao này vì qua mấy tiếng đồng hồ sau Thì mấy ngôi sao này không còn nữa Khi tôi nhìn thấy bài báo này Trong đầu tôi liền xuất hiện 8 chữ 8 chữ nào? Hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, Chúng ta thử suy nghĩ xem, hiện nay tất cả gia đình cũng vậy, xã hội cũng vậy, quốc gia cũng vậy, vấn đề của nó ở đâu? Đều thiếu sự giáo hóa về những đức hạnh này. Chỉ cần những đức hạnh này có thể phát triển rộng ra, tin rằng có thể gây dựng lại thời thịnh thế của người xưa mới đúng. Cho nên, lần diễn giảng vào trung tuần tháng 7 đó, chúng tôi tổ chức 5 ngày tổ chức ở một nhà hàng cao cấp. Vì sao lại tổ chức ở một nhà hàng cao cấp như vậy? Vì cuối tháng 6 tôi phải trở về Đài Loan một chuyến. Các bạn ở đó mời tôi ăn cơm. Ăn cơm xong ngày mai tôi đi. Ông chủ của nhà hàng đó đến cùng ngồi ăn với chúng tôi ông ta cũng rất thích truyền thống văn hóa lúc đó tôi đang giảng chu tử trị gia cách ngôn ông ta nghe và rất cao hứng ông nói lần sau thì đến giảng nhất định phải nói để tôi đi nghe đức bất cô tất hữu lân vì nói chuyện rất vui để ông ta nói tối nay tôi đưa thầy về sáng ngày mai tôi đưa thầy đến phi trường mới gặp mặt lần đầu trên đường trở về nhà ông chủ nhà hàng này nói thầy thái à trước đây khổng tử giảng dạy vì có tử cống là một đệ tử rất có tiền nên ông mới có thể dạy học không có điều gì lo lắng như vậy ông ta nói câu này là có ý gì chúng tôi nghe cũng rất cảm động ông nói tầng trên của nhà hàng này có một phòng chuyên dùng làm hội nghị ngồi được trên trăm người máy lạnh cũng rất mạnh vì hải khẩu rất nóng trung tâm chúng tôi lại không có máy lạnh tôi cứ lo lắng đến khi tổ chức chỉ sợ mỗi người đều dùng khăn tay lau mồ hôi đột nhiên nghe ông ta nói như vậy Tôi lập tức nói, vậy địa điểm của ông có thể cho chúng tôi mượn được chăng? Ông ta nói, không có vấn đề gì. Thế là tôi trở về Đài Loan, trong lòng không có gì lo lắng. Sau đó, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 là tổ chức hoàn tất. Khi tổ chức xong, chúng tôi muốn trả tiền. Cô Thu Ngân nói Tất cả tiền bạc đều đã trả xong Không cần tính nữa Chúng tôi giật mình Ăn không uống không suốt 5 ngày Sao có thể lại không trả tiền Nhưng khi tìm hiểu mới biết Bà chủ cũng ngồi sau nghe giảng 5 ngày Trong quá trình nghe Trong lòng bà chủ này rất cảm động bà nói con tôi đều đã mười mấy tuổi tiểu học nó không học được điều này vì đến nghe giảng đều là thầy cô giáo tiểu học bà hy vọng tổ chức tốt buổi giảng này sẽ khiến nhiều học sinh có thể đạt được lợi ích vì vậy mỗi ngày bà đều tính hết tiền giúp chúng tôi thế nên chúng ta cần phải thông qua cuộc đời của mình để thể nghiệm chân lý. Đích thực, chỉ cần có trái tim lương thiện này, nhất định sẽ có rất nhiều sức mạnh đến giúp đỡ chúng ta. Các bạn, quý vị có tính tâm này không? Sao lại nhỏ tiếng thế? Quý vị có lòng tin này không? Có. Tính vì đạo nguyên công đức mẫu trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn thành bại của mọi việc đều ở chữ tính nếu như quý vị không tin con cái mình nhân chi sơ tánh bổn thiện thì quý vị rất khó dạy tốt chúng nếu quý vị không tin chồng mình nhân chi sơ tánh bổn thiện quý vị rất có thể sẽ xung đột với chồng mình nếu như chúng ta không tin thánh hiền nói nhân chi sơ tánh bổn thiện chúng ta với kinh điển bị ngăn cách một tầng thế nên tính rất quan trọng chúng tôi liên tiếp ở thẩm quyến bắc kinh thượng hải hàng châu an huy lô giang còn có sơn đầu hạ môn và đến ba nước của đông nam á để tổ chức lớp học toàn bộ chương trình tổ chức xong đều không tốn tiền. Vì trong quá trình dạy, nhiều người rất cảm động, liền chủ động bỏ tiền ra để tổ chức chương trình như thế, còn đưa tiền cho chúng tôi. Hy vọng chúng tôi đi in sách, phát triển mở rộng. Nên chúng tôi vốn chỉ tổ chức 4 kỳ, nhưng sau đó tổ chức xong 4 kỳ các nơi đều yêu cầu chúng tôi đến giảng tất cả nhân duyên này sẽ như thế nào đã được mở ra khi quý vị có tâm muốn làm quý vị không cần lo lắng chỉ cần cố gắng nâng cao năng lực chính mình từ từ nhân duyên sẽ tự nhiên sắp xếp cho chúng ta sắp đặt mọi việc tuyệt đối không để quý vị không làm được trời cao rất từ bi khi họ biết quý vị chỉ có thể gánh được 20 kg thì họ sẽ để quý vị gánh 20 kg nhưng quý vị phải luyện thể lực hàng ngày mới được đợi khi quý vị có thể gánh phát được 50 kg họ sẽ cho quý vị 50 kg chắc chắn không đè chết quý vị quý vị xem tôi ốm yếu như vậy cũng không bị đè chết nhưng tôi quay đầu nhìn lại thật sự đúng như thế năm đầu tiên không để tôi làm ban chủ nhiệm vì kinh nghiệm còn cạn cợt chỉ làm chủ nhiệm khoa của bốn lớp năm thứ hai dạy lớp sáu trình độ khó hơn một chút sau đó là dạy lớp khó dạy nhất trường mức độ khó ra sao dần dần tăng cao sau khi dạy xong lớp này liền điều đến hải khẩu cũng để tôi từ từ rèn luyện thế nên chỉ cần quý vị có tâm không nên lo lắng trời cao tự có sắp đặt tiết học này chúng ta tạm dừng ở đây cảm ơn mọi người